Ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay lại kênh của Vietsolar. Thì gần đây mình nhận được rất nhiều cuộc gọi là khách hàng mua cái đèn 1.500W này, rồi 500W này, 1.200W nhé. Thì mình cũng có gọi là tham khảo, mình sẽ mua một bộ về. Thì bộ này mình mua mất 500.000. Thì 500.000 bao ship, về mình kiểm tra. Đây mình sẽ bật lên cho anh em xem. Thì cái này có trường hợp nó rất nhiều lỗi nhé, mà hai hỏng thì khách hàng gọi rất nhiều cho mình. Bởi vì là cái đèn này chất lượng nó kém ấy. Thì bây giờ mình sẽ bật lên cho mọi người xem nhá. Đây là đèn của bên họ nhá, cho em mượn điều khiển. Và đây là đèn của bên mình. Mình sẽ làm một combo này để bán cho anh em. Tại vì anh em hỏng có thể mua cái combo này về thay thế vào, và vứt hết cái ruột đi, lấy cái vỏ thôi và thay bằng cái ruột của mình nhá. Anh em thấy sáng không? Con này rất sáng nhá, nhưng pin này mình đã dùng test dùng 8 tiếng rồi đấy. Xong mình sạc vào khoảng 2-3 phút thôi, mình lại bật lại lên. Và mình muốn test thực tế đấy, thì mình bán linh kiện cho anh em. Bây giờ mình tắt đi nhá. Thực tế là có 2 tiếng rồi đúng không? Cái này thực tế được có 2 tiếng thôi. Mình tái chế. Ok, mình tắt đi. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra và hướng dẫn anh em cách thay cái bộ này vào nhá. Ngon luôn anh em ạ. Này, anh em cứ bảo bên mình bán đắt thế à, mình mua cái đèn này về mình bán cho anh em xem sao nó này rẻ thế nhá, xem là anh em mua rẻ hay là mua đắt. Thực tế nhá, mình nói luôn là cái đèn này là bên Trung Quốc chào hàng bên mình là 70.000 một bộ, mà anh em mua với giá khoảng độ 380 hay 500.000 thì theo anh em là đắt hay là rẻ nhá. Mình nói luôn đấy, mình không nhập cái này đâu, 70.000 một bộ này anh em ạ. Anh em ở bên mình bán đắt thì à, mình bán hàng thì có mấy anh ở gần đây qua đây hỏi mình mua cái đèn 1.500W này, thì mình tư vấn sang mấy cái dòng đèn này thì anh bảo bên mình bán đắt. Thì hôm nay mình sẽ mua, mình muốn mua một cái đèn về để mình tháo cho anh em xem và mình thực tế mình sử dụng. Đây mình hướng dẫn anh em tháo nhé. Đây mình có cái thanh mỏng này, nếu anh em không có cái thanh mỏng này em có thể dùng con dao dựa nhé, con dao dựa đầu nhọn, con dao dựa cũng được, bảy mạnh ấy. Anh quay phải đẩy ra chứ. Đấy vào. Không cần thế à? Không, cái này thì nó cũng dễ thôi, em nửa tí là được. Ra rồi. Đủ đẻo không? Nói chung là người thật việc thật, mình làm sao thì mình có vậy, chứ còn bên mình bán hàng lâu năm rồi mình không bán cái hàng vớ vẩn, nó ảnh hưởng uy tín bên mình, cái tâm bên mình nhá, mình không chấp nhận cái việc đấy. Đó, mình sẽ tháo ra. Ok cho anh em, tháo rất dễ nhá. Nếu mà anh em muốn tháo dễ hơn nữa đấy, thì mọi người mùi pin quá, xin lỗi. Nếu mà anh em muốn tháo dễ hơn nữa nhá, thì anh em cầm cái đèn này, đem ra ngoài lắng, phơi cho mình khoảng độ hơn 2 tiếng nhá, buổi trưa. Thì lúc nó rất là nóng bên trong rồi thì nó sẽ là bên cái nhiệt là cái hơi bên trong này nó sẽ tăng lên, thì nó sẽ thành cái áp suất nó đẩy kính lên, thì lúc anh em tháo nó sẽ dễ hơn một chút nữa. Ok nhá. Và qua đây cái video này mình cũng muốn là chia sẻ cách cho mọi người có thể tự sửa và có một cái đèn tốt để sử dụng nhá. Thì đợi mình chút, mình lấy cái led vừa mình để đây. Đây thì nhiều người gọi cho mình quá, thì mình có làm ra một cái combo như này, thì mình có thể hàn sẵn cho anh em và anh em tự đấu nối bằng tay nhé, và cuốn bằng ống dính đen. Cái bộ này thì mình test thực tế rồi, sạc đầy điện thì sẽ dùng được khoảng 8 tiếng anh em nhé, và độ sáng thì chắc chắn sẽ sáng hơn con đèn này rồi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay thế nhé, vì lý do là mọi người xung quanh ấy bảo bên mình là bán hàng đắt quá đấy, nên là mình cũng muốn mua một bộ này về để mình tháo ra, mình quay video cho anh em xem. Thì đây mình sẽ bây giờ nó hỏng ấy thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa nhé. Mình có chia sẻ anh em một chút là cái led này nhá, mình bán khoảng hơn 4 năm rồi, ổn định cực kỳ là bền. Nếu anh em dùng cái led này của mình nhé, đảm bảo anh em dùng 5-7 năm không giờ hỏng được. Còn hỏng ấy, thì nó chỉ là xác suất rất là thấp thôi, anh em đen thì dính hỏng thôi, chứ còn mình không dám khẳng định là 100%, 100 cái không hỏng cả 100.
Anh em mà mua phải cái đèn hỏng này nhé, mà mua bộ combo ở bên Vietsola về để sử dụng mà thấy tốt à, thì hãy muốn mua quan tâm những cái đèn năng lượng mặt trời lần sau thì hãy mua ở bên công ty Vietsola nhé. Bên công ty Vietsola có hơn 80 mẫu đèn năng lượng mặt trời, bán buôn bán lẻ luôn anh em nhé. Cũng nhiều anh em là mua đèn chất lượng kém này, rất nhiều anh em mua đèn chất lượng kém bảo dùng được có 2 tiếng là không dùng nữa thôi, để rất là bực và muốn hỏi câu trả lời của bên Vietsola là Vietsola đã làm một cái combo này để bán cho anh em. Cái pin này là bao nhiêu tiền em? Pin này 65.000. Pin này 65.000, chip led 90.000. 90.000 là 155.000 và 30.000 tiền ship nữa. Mình bán cho anh em 185.000 là bao ship cho anh em nhé. 185.000 bao ship cho anh em. Đấy anh em thay cái bỏ cái của lợ đi. Đấy, bỏ cái của lợ đi và thay. Theo anh ấy là những cái loại này cái dây cái bé dây nó cũng đéo lắm. Có thể anh em về anh em thay dây khác dùng nó ngon. Bây giờ không, thực ra là thay dây nhưng mà nó khác đầu mọi người nhìn này. Thì mọi người cứ tận dụng lại cái dây cũ cũng được. Còn mình nói luôn là cái dây này chất lượng nó kém vì dây nó nhỏ quá. Có thể lối dây cũng được, lối đầu cũng được. Đâu ok, thay thôi. Cứ đợi mình trước rồi mình lấy kìm hàn mình thay nhá, cho nó đẹp. Còn không anh em không có kìm hàn thì lối tay thôi. Lối tay thì mọi người cắt nhẹ cho mình này. Hướng dẫn anh em lối tay cho dễ đi. Đây, mọi người cắt sát lên đây cho mình nhá. Rồi vắt cái của lại đi nhá. Không phải tiếc đâu anh em ạ, không dùng được đâu. Mọi người mua cho mình cái keo silicone nhé, để về dán cố định vào đây. Đó. Mình sẽ cắt ở đây nhé. Nếu như anh em không kìm hàn, anh em mua hàng bên mình thì mình sẽ hàn sẵn cho anh em thừa dây như này về anh em đấu lối tay nhé. Chiều khách hàng hết mức luôn. Lối tay rất là dễ thôi, đúng không? Quấn bằng chính đen là xong. Vâng. Thường là anh em không cần hàn đâu. Hướng dẫn này rất là dễ nhất chứ không cần phải kìm hàn hay ra ngoài quán nhờ thợ chứ gì cả. Nó có vấn đề thì anh em cứ thay cả bộ này cho mình nhé, cho nó dùng cho nó yên tâm. À đâu. Cái dây này, úi giời, 1 2 3 4 5 cái sợi đồng. Tất cả cái đèn rẻ thì nó dùng những cái loại mà ít tiền nhất để làm thôi, loại chất lượng kém thôi. Này mình không đấu của kia đâu, còn ít dây quá. Ừ, ít dây thì cứ cuốn tạm kiểu đấy. Thế nhá, mình sẽ cuốn nhảy. Mọi người cứ làm theo như mình, theo mình nhá. Rất nhiều anh em mua cái bực vào người, mua cái hàng chất lượng kém này nhá, để về dùng không dùng được. Thì anh em hãy liên hệ bên Vietsola để mua cái bộ combo này về để sử dụng. Liên tiếp được 8 tiếng em nhá. Đó, dùng cho nó yên tâm. Mình giải quyết cái bực của mình luôn. Không thể bỏ mình bỏ tiền là ít, nhiều khi Vietsola nghĩ là anh em ở mấy trăm nghìn không vấn đề gì cả nhưng mà thực sự là mình bực mình không thích. Đấy, thì Vietsola có làm cái video để chia sẻ cho anh em để biết là bên Vietsola biết chỉnh hết những loại đèn năng lượng mặt trời và có đầy đủ linh kiện và có rất nhiều mẫu đèn năng lượng mặt trời để anh em lựa chọn nhé. Anh em trước khi mua đèn năng lượng mặt trời hãy tìm hiểu kỹ bên nào uy tín, hãy mua có cửa hàng cửa hiệu công ty đầy đủ, địa chỉ rõ ràng và rất nhiều linh kiện, anh em hãy mua nhé. Cái đèn này mọi người tháo kính rồi thì mọi người hạn chế để ra ngoài nước nhé. Ngoài trời đấy có mái che thì sẽ bền hơn. Dùng chung mái che sẽ bền nữa. Tại vì mình tháo rồi lúc mình nắp keo lại nó không chuẩn được như là bọn nó dán đâu. Trung Quốc nó dán nó đều tay ấy, đều mình tay không quen. Đây, chỗ này thì mọi người dán keo lại cố định cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ lắp lại cho anh em xem thị phạm nhá. Đó, vừa chưa? Anh em nhìn này, đẹp không? Vừa y luôn. Vẫn còn nhận mắt điều khiển đây nhá. Mắt điều khiển là báo pin nhá, có 4 vạch báo pin này. Ngon luôn anh em. Đó, xong rồi. Bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Sáng quắc luôn anh em ạ. Liên tục 8 tiếng nhé. Còn nếu mà anh em muốn đây nhá, mình cắm sạc cho anh em xem này. Đó. Đèn báo sạc hoạt động bình thường nhá. Và mình đảm bảo anh em này là cái led này của mình rất là bền. Vì mình bán 4-5 năm rồi, mình có thời gian mình test, mình thử nghiệm, mình chọn lọc, mình tiếp xúc được nhiều rồi. Thì này, hôm nay mình chia sẻ cho anh em như vậy. Và nếu mà mọi người muốn
10 tiếng thì thêm một quả pin nữa được không em? Nếu mà người muốn 10 tiếng thì thêm một quả pin nữa được. Cái đèn này mọi người có thể thêm được 3 quả pin nhá. Nhưng mà tấm pin này của nó có đủ không? Tấm pin này thì nó chỉ đủ sạc 2 pin thôi mọi người ạ. Sạc 2 pin thôi. Và em nếu mà muốn 10 tiếng hoặc hết đêm thì thêm một quả pin nữa. Thì là 2 pin. 2 pin. 2 pin thì cả bộ sẽ là 185.000 cộng với 60. 245.000. 245.000 hoặc 225.000. Đúng không? 245.000, 250.000 nhá. Là một combo 2 pin. 185.000 là combo 1 pin. Thì mọi người gọi cho mình thì cứ nói là anh có cái đèn 500W hay 1000W, anh muốn mua bộ combo về để thay thế đấy, thì mình sẽ hiểu. Ok. Ok anh em nhá. Qua cái video này mình chia sẻ thì anh em xem có thể hướng dẫn là có thể làm theo nhé, nó rất là đơn giản thôi. Cái tháo kính thì mình cũng có chia sẻ rồi. Anh em chú ý giúp mình là nếu mà cảm thấy khó tháo ấy thì anh em phơi nắng cho nó thật nóng. Nó thật nóng bên trong đi. Nên mình tháo nó sẽ dễ hơn. Thì ok anh em, xin chào anh em nhá. Anh em đừng quên bấm like đăng ký kênh cho Vietsolar để ủng hộ Vietsolar nhá. Đó, rất là sáng. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin cảm ơn anh em.